Chào nãy, hôm qua cô mới phát hiện một studio chuyên làm đồ gốm trên Instagram có tên là Happy Ceramics. Nghĩ tới đồ gốm thì thường trong đầu mình hiện ngay ra mấy cái hình chai lọ, chén dĩa này nọ đúng không? Nhưng cô chủ cửa hàng này lại có một hướng đi hoàn toàn khác. Ý tưởng của cổ là tạo nên những nhân vật tròn trịa, dễ thương để mang lại niềm vui cho mọi người, kiểu nhìn vào là thấy vui liền á. Đầu tiên thì cổ sẽ tạo ra những cái bản vẽ 2D như vậy. Sau đó cổ mới bắt đầu nặn thành khối 3D. Và kết quả là đây, rất là dễ thương hay nị ha. Giờ mình cùng dạo một vòng bộ sưu tập của cổ nha. Hy vọng là đúng với cái tên cửa hàng này, thì sau khi xem xong á, nị cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Vậy nha, mong nị thành người đàng hoàng.